cái pháo gì kia, nhà kia họ bắn cái pháo gì kia. Bao ngoài đứng lùi vào trong này con. Nhà kia họ làm cái gì mà sáng đấy. Có cái gì mà đỏ đỏ vậy kìa. Sao nó cứ đứng, nó cứ đỏ mãi vậy à? Nó sáng mà. Nó cháy hết rồi. Xuống kìa bông. Con đến bên đây. Đừng 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 nó sợ ơi. Vẫn còn. Nhà bác Thư lại tiếp tục. Không đẹp như hồi trước nhỉ. Không đẹp hồi trước nhỉ. Hồi trước bắn pháo hoa này. 11 giờ đêm ý, đã bắn rồi. Năm nay họ bắn muộn. Giờ ít. Khóc trời. Năm nay Nam Định cũng được bắn pháo hoa. Kìa bó, đứng lui vào con. Bông ơi gọn vào. Kìa con ơi, phần lửa kìa. Chuẩn bị này. Yeah.
Chị Nga giờ đang đi vào hồ xem bắn pháo hoa. Đi vào hồ nha, này pháo hoa bắn cây khủng luôn nè. Tiếp tiếp nữa kìa con ơi. Xem tiếp kìa. Đừng. Ha kia chuẩn bị tắm tiếp. Tắm tiếp. Nhà họ đang ơi, họ đang làm họ đang làm. Nhà thằng Cung Hải ơi, nó xây 5 tầng. Mỗi tầng nhá. Cái gì đó chị nói kìa. Chuẩn bị. Bỏ ra đây, vào đây con. Ngã. Bảo ngoài đừng đi giật lùi. Đằng sau ngã ngửa. Đấy đằng kia có chàng pháo chàng kìa. Pháo chàng không? Bì ơi khéo thụt xuống dưới đây. Ghê lắm. Pháo chàng không? Hết rồi à? Còn đi đi xuống hết rồi con. Rồi. Mà sao? Đi. Rồi. Con ở trên kia đâu. Ngã bố bế. Khéo khéo bố bế đi. Ôi con vẫn nghe nghe tiếng mà. Nghe tiếng ở xa. Tiếng không con. Có hai cái gì đống lửa đỏ đỏ vậy. Bia nhìn đi con. Ông chuẩn bị.